Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Harry Potter. Chúng ta đang ở trên tàu tới được Hogwarts và khi chúng ta bước xuống là sẽ có người tiếp đón chúng ta đưa vô trường rồi đó. Giờ ta mở cửa ra coi, nói chuyện với Hagrid. Ông Hagrid đâu? Chúng ta đi ra ngoài, mở cửa. Rồi mọi người đang làm gì ở đây? Xuống tàu rồi. Bạn học này sao vậy? Có chuyện gì? Và có hát thử cái bài hát chưa? Đó là bài hát của trường. Và chúng ta hãy qua đây coi ông này ông nói gì đây. Hãy nói chuyện với ông Rubius Hagrid đi. Rồi ông ấy sẽ dẫn cháu tới. Rồi ở đây có gì không? Chúng ta ngó nghiêng một cái vô kiếm đồ. Có gì cho chúng ta hay không? Và có mấy con chim bồ câu kìa. Mà đi một cái, mấy con chim bồ câu nó bay mất tiêu luôn. Và mình có phát hiện được khu vực gì ở đây hay không? Wow, cảnh vật thật đẹp các bạn. Rồi chúng ta chạy thẳng tới. Và có mấy người bạn đang đứng ở đây. Có chuyện gì không? Giờ cũng không có gì. Và hồi nãy chúng ta xuống tàu ở đâu đó quanh đây. Nghĩa là chúng ta sẽ phải chạy lên trên kia. Rồi trên đó có gì không? Trên đó là đi vòng qua đầu bên kia thôi. Giờ mình sẽ chạy qua bên đây. Chúng ta vô trong này coi có gì hay không. Và đi thẳng ra đây. Mọi người đang đứng ở đây. Và Hogwarts, đây là Hogsmeade. Như vậy Hogwarts chúng ta sẽ đi đường này. Chúng ta đi theo đường này. Khoan, đứng lại. Đi xa quá rồi. Không có được đi xa như vậy. Thấy đi khám phá đi được, đi xa quá. Giờ em đi xa quá rồi, em phải quay về thôi. Em đi kiếm ông Hagrid đi. Và ông ấy đang ở đâu đây? Giờ chỗ này không phải. Giờ ông ấy, chúng ta theo chỉ dẫn thì ông ấy có thể ở bên đầu bên kia. Đây rồi, ông ấy đây. Và có bạn học nào có nhiệm vụ gì không? Cho kiếm chút tiền xài coi. Đây có gì không? Ai mà cần mấy cái thùng này làm gì? Bạn này làm gì? Giờ bạn ấy đi không có cái cuốn nhật ký. Rồi chúng ta qua đây coi thôi. Giờ lại hỏi là có luyện tập hát bài bài gì đó, bài cái bài ca của trường không? Hỏi hoài à. Giờ vô đây. Được rồi. Ta nhớ là đã gặp cháu ở đây con Ellie đúng không? Rồi được rồi, đi theo ta nào. Giờ cháu là còn ai ở đây là năm nhất không? Thì bước lại đây, theo ta. Ta sẽ dẫn mấy đứa đi vô trong Hogwarts. Rồi, giờ ông dẫn cháu đi đi. Đó, ông ấy di chuyển kìa. Rồi chúng ta đi theo ông ấy. Trong này có gì không? Có tiền. Và có một vài món. Rồi, các bạn học này đang làm gì ở đây? Có cây xương rồng kìa. Ông ấy đang đi rồi. Hình như là không có ai đi hết trừ mình, chỉ có mình đi theo ổng thôi. Và có con cú nè, có cái hộp nữa kìa các bạn, có con cóc cũng trọng. Chúng ta có gì bên đây không? Và ta chưa thấy ngôi trường xuất hiện, nhưng mà đi trên đường thì nhớ nhìn vô mấy cái này. Khoan, chưa lấy hết mà, để lấy hết một cái. Wow, đẹp dữ. Tất cả mọi thứ đều làm rất chân thật luôn các bạn. Chúng ta đi thôi nào. Và ông ấy đang nói một vài thứ về ngôi trường như chúng ta biết. Rồi, và chúng ta cứ việc tiến lên thôi. Hí. Để biểu diễn phép thuật hù mấy người này chút cái. Và nhờ vào thầy Dumbledore mà thầy vẫn còn ở đây. Rồi chúng ta qua đây dòm. Giờ mọi người cũng cầm đũa phép, có biết tung chiêu như tôi không? Chúng ta lấy đồ và đi theo máy. Có cái thùng bự kìa. Ở đây giống như là chuẩn bị cho chúng ta nhập học vậy đó các bạn. Chúng ta có gì vậy? Có gì không cần đọc, cứ lấy thôi. Sau này chắc chắn sẽ cần. Và ta sẽ đi tàu luôn nha. Bước xuống. Ông ấy đi cũng nhanh quá ha. Chắc là tại vì ông ấy cao to đó.
Cho nên ông ấy có cái bước rất là dài hơn người bình thường. Giờ cháu hãy vô một cái tàu đi, rồi chúng ta sẽ đi tới ở bên đó là bên học viện. Giờ leo lên tàu. Hồi hộp quá. Chúng ta lên tàu. Chào mừng tới Hogwarts. Chúng ta đã tới rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị vô trọng để học. Ở đây có những cái tháp. Có thể khám phá những tòa tháp, nhưng mà đừng để đi lạc nghe chưa. Có thể khám phá những cái điều bí mật ở trong lâu đài và những cái vùng ở trong đây. Có rất nhiều thứ để chúng ta khám phá. Đó, ta đã tới rồi đó. Và ta quay ra đây nhìn một cái. Ngoài đây có gì không? Mấy cây cỏ này có gì đặc biệt không? Không có. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải đi theo ông Hagrid tiếp rồi. Hãy đi tới đằng trước. Và các bạn học ơi, nói chuyện với ông ấy một cái. Đằng trước đó, bây giờ cháu hãy bước lên đi. Wow, cháu đang bước lên đây. Chúng ta sẽ lên trên đó. Rồi, mọi người đang làm gì ở đây vậy? Hogwarts có rất là nhiều những lá bùa cũng như là phép thuật ở xung quanh đây, và khiến cho những Muggle không thể nào thấy được. Rồi, và nó cũng có một vài cái phế tích rất là nguy hiểm. Rồi, chúng ta lên trển nào. Chúng ta vẫn chưa thấy được mọi thứ, bởi vì ta còn ở xa quá. Vừa mới xong vòng gửi xe các bạn. Giờ gửi xe thành công rồi đó. Giờ bắt đầu bước vô nè. Chúng ta đang đi lên. Và các bạn học đứng đây nhiều quá ha. Sao các bạn học không vô? Lên nào và nói chuyện cái coi. Đây là một cái cảnh rất là đẹp. Nếu mà nó không có sương mù nó còn đẹp hơn nữa. Giờ ta đi thôi nào. Wow, mọi người đang chào đón mình. Chúng ta đi lên trển và chạy luôn. Xong vô, tôi sẽ trở thành nhà phù thủy vĩ đại nhất. Vĩ đại nhất mọi thời đại luôn. Rồi, chúng ta đứng nép vô. Có ai chơi chiêu không? Tôi thấy đứng đây rồi nè, thấy không? Đừng có chơi chiêu nha, tôi là người mới nha. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi ra ngoài kia. Bây giờ ta đi hướng bên đây để chúng ta ra ngoài sân. Rồi, có ai đón tiếp hay không? Các bạn học đang làm gì đó? Và ta đi thẳng vào đây. Rồi, ta đã tới. Chào mừng tới Hogwarts. Cái gì vậy? Trong một vài phút nữa, mấy đứa sẽ đi qua cánh cửa này và gặp bạn học. Và trước khi đó, nhưng mà trước khi mấy đứa có thể ngồi xuống thì mấy đứa sẽ được chọn nhà. Có bốn nhà là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và còn cái chưa đọc kịp. Và chúng ta tới đâu gì, mấy đứa sẵn sàng rồi thì đi theo ta. Còn một nhà nữa thì mình chắc là nhiều người cũng biết rồi. Đó chính là nhà Slytherin. Rồi, mọi người đi vô. Wow, cảnh tượng thật là đẹp. Và chúng ta đâu? Chúng ta đang bước vô. Có những cây đèn cầy bay ở trên không trung. Nói chung là họ làm rất là theo sát nguyên tác luôn á. Giống như ở trong phim mà chúng ta được coi vậy đó các bạn. Bây giờ mấy đứa hãy bắt đầu xếp hàng lên đây. Chào mừng đã đến với một năm nữa tại Hogwarts. Bây giờ hãy bắt đầu buổi lễ phân loại nào. Chúng ta sẽ có thể đội cái nón lên. Giờ mình sẽ lại đặng. Cái nón đó nó sẽ cho mình biết mình phù hợp với nhà nào. Nói chuyện. Hãy trả lời. Rồi ta sẽ chia cháu vào trong những cái ngôi nhà. Và chúng ta sẽ có gì đây? Là cháu muốn lịch sử sẽ biết đến cháu là người như thế nào? Tất nhiên là người thông thái. Vậy cái điều gì là quan trọng nhất? Tự do là quan trọng nhất. Rồi cái điều gì mà cháu ghét nhất người ta gọi?
gọi là người lười gì đó, nhát gan. Giờ nếu có sự lựa chọn thì cháu sẽ chế bình thuốc, có thể làm được gì? Bình thuốc cho phép chúng ta có gì hả? Có sự thông thái luôn. Và cái gì khó để có thể giải quyết nhất? Khó nhất hả? Khó, khó cái này. Và cháu muốn trở thành người như thế nào? Người được tin tưởng. Rồi, và ta nghĩ ta sẽ cho cháu vào nhà Gryffindor. Hay quá. Chúng ta đã vào nhà Gryffindor. Bây giờ hãy để buổi tiệc bắt đầu. Đâu, buổi tiệc bắt đầu đi ông ơi. Đó. Và thức ăn hiện ra. Ma thuật. Rồi, và chúng ta đã vô nhà Gryffindor. Bây giờ cháu có thể ngồi xuống ăn được không vậy? Bây giờ mọi người chia ra theo nhà thì chúng ta có thể nhìn phía trên coi. Không, treo giống nhau hết. Rồi, ở đâu? Giờ chúng ta phải chạy xuống dưới đây. Mỗi một nhà sẽ có một cái chỗ riêng. Chào, mình là Percy Weasley. Rồi, và cũng là người đứng đầu của Gryffindor. À, bây giờ có vài câu hỏi đúng không? Chúc mừng đã tới được nhà Gryffindor. Nhà Gryffindor thì trân trọng những cái tố chất như là dũng cảm, có tinh thần và cũng phải cao thượng nữa. Vì thế nhà Gryffindor, những người Gryffindor thì được biết tới là những người rất là dũng cảm. Và đối với cái nhà Gryffindor thì cũng nhận được cái sự tôn trọng của thế giới phù thủy trong gần 10 thiên niên kỷ. Và chúng ta sẽ có tiếp điều gì nữa? Và bạn có thể thoải mái đi khám phá toàn bộ ở trong tòa lâu đài này hay là học viện. Nhưng mà đầu tiên có một vài thứ bạn sẽ cần phải biết. Đó chính là bài học đầu tiên, đó là học về phép bùa phép. Với lại giáo sư Flitwick sẽ cho phép chúng ta biết được cái phép Lumos. Giờ bạn có thể đi tới đó để học liền, rồi có thể khám phá được toàn bộ ở bên trong tòa lâu đài này. Giờ bạn có thể tìm những người ở trong đây, tìm thấy những người trong đây có dấu chấm hỏi trên đầu thì nhớ giúp họ nha. Chúc bạn may mắn. Và mình nghĩ Fred và George Weasley cũng muốn nói chuyện với bạn đó. Giờ bạn có thể tìm thấy họ tại bàn của Gryffindor. Rồi, và qua đây. Bàn của Gryffindor là đâu? Chúng ta coi coi Fred đâu. Ai đâu? Ai đâu? Hai người đứng đằng kia kìa nói chuyện. Rồi, chào bạn. Bạn đó, đúng rồi, lại đây. Nói chuyện với tụi tôi nè. Giờ có chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Đây là cái bí mật cho thành công đó nha. Nói thiệt á là tụi tôi cũng không muốn nói ra đâu. Nhưng mà tụi tôi quyết định là những gì mà bạn cần á, nó quan trọng, nó vĩ đại hơn là những gì của tụi tôi. Cho nên tôi đã nhớ hết những cái bí mật. Và đó chính là cái bản đồ Marauder. Đây là một cái mảnh giấy sẽ cho phép bạn biết hết tất cả những gì liên quan đến Hogwarts. Và bạn có thể sử dụng nó để có thể di chuyển ở trong lâu đài. Tấm bản đồ nhỏ xinh này chỉ chúng ta biết còn nhiều hơn là tất cả những gì mà giáo viên ở đây có thể cho chúng ta biết đó nha. Và tất cả bạn phải làm là sử dụng cây gậy phép lên trển và nói: tôi thề là tôi sẽ không có làm chuyện xấu. Và đừng có quên là nhớ lau nó sau khi bạn sử dụng nó nha. Rồi bấm cái nữa nha. Nhớ á, không có được xài làm bậy á, là nó sẽ biến thành một trang giấy trắng luôn á. Rồi nó đã được ký bởi Moony, Wormtail. Rồi chúng ta nợ họ rất là nhiều. Đó là những người cao quý đã làm việc không mệt mỏi để giúp những cái thế hệ mới. Rồi, hẹn gặp lại bạn nha. Rồi, chúng ta vừa nhận được. Đây. Chúng ta có thể mở lên coi. Bản đồ. Và chúng ta sẽ coi bản đồ của Hogwarts Gryffindor Common Room. Tới đó. Chúng ta đang dịch chuyển tới. Ta-da.
Rồi chào các bạn. Chúng ta nói chuyện cái coi. Đây là Ron Weasley. Rồi bạn cần giúp gì hay không? Không phải là lúc này đâu. Rồi hẹn gặp lại bạn khi khác. Rồi nói chuyện với bạn này. Chào bạn, mình là Harry Potter. Và các bạn để ý, chúng ta không vào vai Harry Potter nha các bạn. Chúng ta có Harry Potter ở đây. Bạn là Harry Potter hả? Ghê vậy. Ôi, mình khá là ngạc nhiên khi mình thấy bạn đó nha. Bạn biết là bạn nổi tiếng lắm không? Mặc dù là có thể quên. Chúng ta không được nói về điều này. Chúng ta có một kẻ mà ai cũng biết, nhưng mà không phải ai cũng có thể nói về được đâu nha. Bây giờ mình sẽ cần phải đến Charm Classroom. Chúng ta coi bản đồ một cái. Và Howard Muggle's World, The Great Horn. Như vậy là chúng ta chưa có mở nhiều chỗ, cho nên mình sẽ qua bên đó trước. Chúng ta qua bên đây. Rồi mình sẽ cần phải đi qua nói chuyện với ông này coi. Ông này là Lọc Công nè. Giờ có giúp được gì cho ông hay không? Giúp đỡ từ ngươi à? Hỏi lại lần nữa đi. Rồi khi mà ngươi đã học được một mớ phép thuật chứng tỏ ổng khi dễ chúng ta, bây giờ chúng ta hãy chạy tới đằng trước. Và chúng ta sẽ cần phải học thêm phép các bạn. Đây có gì vậy? Grand Staircase. Nói chuyện một cái. Rồi và chỗ này chúng ta đã phát hiện được The Grand Staircase. Bây giờ ta đi lên hay là đi xuống? Chúng ta đi qua đây. Wow, đẹp dữ ta. Mọi thứ thật đẹp. Và chúng ta đi ra bên ngoài. Đây là ra ngoài sân. Tòa lâu đài này bự lắm đây. Chúng ta sẽ phải khám phá rất là nhiều thứ. Rồi chỗ này có một cái phòng gì đây? Chúng ta hãy vô trọng. Và phòng học, sao không có ai hết trơn vậy? Rồi để mình đi ra một cái. Hồi nãy chúng ta ra đường bên đây. Rồi có ai ở đây hay không? Chúng ta sẽ phải đi qua phía bên kia hả? Để mình nhảy xuống luôn. Mở cửa. Đi vô đây. Đây là nhà kho thôi. Ở đây thì có đường ra bên này. Rồi chúng ta đi ra. Và chúng ta cần phải đi học phép. Rồi ở đây có ai hay không? Các bạn đang làm gì đó? Chúng ta coi quest book một cái. Nhiệm vụ Lumos. Giờ nhiệm vụ nó sẽ chỉ chúng ta đi tới đâu. Chúng ta coi phải ở đây để học được cái phép đó hay không. Lumos xuống dưới. Vẫn là ra bên ngoài các bạn. Đây là phòng dạy về lịch sử. Chúng ta đi ra. Rồi đi qua đây. Đi vòng vòng. Đi ra ngoài. Và có xuống tầng hầm nữa kìa. Tự dưng đi xuống tầng hầm làm gì bên dưới? Nói chung là bản đồ nó hơi khó khi mà chúng ta chỉ thấy nó chỉ mình đi, nhưng mà mình không biết mình đang đi đâu. Ủa sao ta lại xuống đây? Xuống đây có hơi sớm quá hay không? Đây nó có cái gì kìa? Ở đây đó hả? Rồi lên đây. Có đường bên này. Có gì bên đây hay không? Có đường đi lên. Chúng ta hãy đi lên thử coi. Mình đang đi khám phá ngôi trường mới. Đi một hồi lạc luôn. Không biết đi đâu luôn á. Rồi chúng ta qua đầu bên này. Đi vòng ngược lại. Có các bạn học sinh kìa. Ai cho tôi biết đường nào tới Charm Classroom không? Không ai cho biết hết. Giờ chúng ta đi theo cái mũi tên thôi. Rồi chắc là mình sẽ cần phải bay ngược về bên kia một cái. Rồi Muggle Secret Howard Grand Staircase. Chắc quay lại đây một cái. Chúng ta sẽ được dịch chuyển tới bên đây. Rồi bây giờ nó chỉ mình đi về phía bên này. Ủa, đi về như vậy là chúng ta đi lên đúng không?
Rồi mở cửa đi qua đây thử coi. Phòng học ở đâu? Phòng học đâu? Chỗ này nãy mới đi nè. Có ai chỉ với tôi biết cái phòng nó nằm đâu không? Lạc rồi các bạn. Đi lạc. Rồi qua đây nói chuyện cái rồi. Giờ bạn có cần giúp đỡ gì không hả bạn kia? À không phải lúc này đâu. Khi khác đi nha. Bởi vì chúng ta chưa có đủ khả năng để giúp người ta, cho nên phải khi khác mới quay lại được. Và có một anh chàng. Rồi biết anh chàng này rồi đó. Muốn giúp gì không? Nhà Ma Floyd. Đi ra chỗ khác luôn đi. Và có một cây cầu. Chúng ta đuổi mấy con chim bồ câu đi đi. Vui ghê. Và ta thẳng tiến về phía trước. Gì đây? Hẹn gặp lại bạn ở trong lớp nha. Chúng ta lên lớp. Nó chỉ mình đi thẳng hướng bên kia. Rồi bên này có gì nè? Có thể sử dụng với Vera Verto. Chúng ta chưa có chiêu đó các bạn. Chưa có. Giờ chúng ta cứ việc đi thẳng về phía trước. Theo như ở đây nó chỉ mình đi. Để mình đi học phép cái đó. Học phép. Bên dưới. Below. À. Tới rồi. Phải không? Sắp tới. Above. Sao lại là đi lên? Làm phi thân xuống dưới này. Học sinh này manh động quá, phi thân tùm lum hết trơn à. Lỡ rồi. Giờ đi lên theo đường này. Và đi lên đâu rồi? Đường lên đâu? Chúng ta sẽ cần phải đi qua đây. Đây. Cham. Cuối cùng cũng tìm thấy. Nó cũng ở rất là xa. Đây là Cham Classroom. Vô học. Bùa phép. Rồi, chào mừng các bạn học sinh. Ta là giáo sư Flitwick và ta sẽ dạy các bạn về bùa phép tại Hogwarts. Và các bạn có thể học được cái phép đơn giản nhất là Lumos, cho phép các bạn có thể tạo ánh sáng ra từ cái mũi của cây gậy thần. Và khi cái phòng nó quá tối, bạn không thấy cái gì hết, thì bạn có thể làm phép đó lên bằng cách bấm nhấp đúp. Rồi, và để có thể tập thì chuẩn bị một cái nhiệm vụ dành cho các bạn. Các bạn cần phải hoàn thành nhiệm vụ rất là đơn giản. Đó chính là gì? Hãy kiếm 5 ngôi sao nằm rải rác ở trong cái những cái hành lang này. Và đây là một mê cung, và trong đó nó hoàn toàn tối thui luôn. Các bạn sẽ phải sử dụng cây gậy thần, cây đũa phép. Giờ chúng ta sẽ cần phải đi vòng vòng trong đó và tìm 5 ngôi sao Lumos. Giờ chúng ta nhớ phải nhìn ở đây trước. Các bạn có thể thấy được tại đây là có 5 vị trí. Ok. Rồi bây giờ chỗ này mình sẽ lấy cây này. Change current spell. Chúng ta có cái chiêu đầu tiên là Lumos. Ok. Rồi, lấy. Rồi chúng ta đi vô trong đây. Đó. Và ta sẽ thấy gì đây? Trong này mình đang đi vô tới đây. Người ta có chỉ chúng ta nè các bạn. Rồi chúng ta đi vô trong đây. Rồi chỗ này tối thui. Rồi chúng ta đang ở đâu đây? Và bên này ta phải quẹo bên trái. Quẹo bên trái. Đi về phía bên trái. Rồi và đi tìm 5 ngôi sao ở trong mê cung. Ngôi sao đầu tiên. Không phải. Đó là tiền. Đây là ngôi sao đầu tiên. Yeah. Chúng ta đã tìm được ngôi sao đầu tiên. Bài học phép thuật đầu tiên. Đó chính là phải thắp sáng được đường đi. Rồi giờ để mình đi thẳng tới. Chúng ta có gì bên đây? Đây là chỗ nào đây? Ở đây là đường cục.
chúng ta sẽ cần phải đi vòng ra và đi thẳng qua bên kia. Chúng ta sẽ đi thẳng qua bên kia luôn. Nãy đi thẳng qua bên đây chưa ta? Nãy là mình quẹo cua bên này đúng không? Nãy mình vô đây, mình kiếm được một ngôi sao ở trong đây, nó còn một ngôi sao nữa nằm ở trong đâu đó quanh đây nè các bạn. Một ngôi sao nằm ở đâu đó quanh đây. Chúng ta đi vô. Vào qua đầu bên này. Rồi quẹo qua đây. Đang tìm đường. Đó, chính xác, thêm một ngôi sao nữa. Và đi ngược lại. Chúng ta đi vòng ra lại. Trong đây thì có thể an tâm, chỗ này là chỗ để học chứ không phải là chỗ để nhát ma. Cho nên không có sợ rụng tim đâu. Chúng ta đi ra đây. Theo mình nhớ là chúng ta phải đi ra đây. Rồi rồi ta đi vòng qua bên này một cái. Rồi đi thẳng qua đây thì phải. Đầu. Giờ mình đang ở đây. Giờ đây cái mình đi lên ngã ba trên, cái chúng ta quẹo trái. Đó, ngã ba trên chúng ta quẹo trái nè. Đi vòng qua kiếm ngôi sao và vòng ra rồi quẹo xuống có ngôi sao, đây một ngôi sao nữa. Và có gì ở đây không, có gì cho bạn học sinh này có thể bỏ túi không? Rồi chúng ta đi thôi nào, kiếm được ba ngôi sao rồi và đi vòng xuống dưới quẹo bên phải để mình quay về cái bảng hướng dẫn. Cái bảng này sẽ hướng dẫn chúng ta đi thẳng tới gần cuối đường. Nghĩa là mình sẽ phải quay lại ra ngoài kia một lần. Vậy là chúng ta đi cũng hơi lố chút xíu. Chúng ta sẽ phải ra ngoài kia một lần. Vậy để mình đi vòng sẵn ở đây thì chúng ta đi thẳng đến cuối đường luôn. Ta đi thẳng đến cuối đường nha. Cuối đường thì đi thẳng đến cuối đường. Mình đang ở đây. Và đi lên là quẹo qua liền. Xong quẹo bên trái. Quẹo bên trái thấy tiền rồi, lát nữa quay lại lấy. Tiền đâu? Tiền đây nè. Đó. Rồi bây giờ phải đi vòng ra lại chỗ đầu tiên. Thì vòng ra chỗ đầu tiên đi thẳng thôi. Chúng ta đi thẳng quay lại tiếp. Đây là những cái mini game rất là vui, giúp chúng ta làm quen với những cái spell hay là những cái phép. Và bây giờ chỗ này thì xuống đây, quẹo trái, quẹo trái, xong rồi quẹo phải, xuống đây, quẹo trái, và tới đường là quẹo phải. Để chúng ta quay về cái phòng đầu tiên. Rồi đi bên trái, bên phải đây. Đây, nó đây, chính xác. Rồi mình sẽ quẹo qua bên phải để chúng ta đi hết đường bên phải. Chúng ta có gì đây không? Chúng ta đi hết đường. Gọi là mê cung nhưng nó cũng không rắc rối lắm. Nó chỉ hơi dài thôi. Chúng ta sẽ cần phải thẳng tiến về hướng bên đây. Rồi đằng này chúng ta sẽ tìm được ngôi sao cuối cùng ở ngay tại đây. Nó sẽ nằm đâu đó quanh đây. Nó đâu? Chưa tới. Xa quá. Ngôi sao đâu? Ngôi sao đây. Rồi và ta sẽ cần phải rời khỏi đây. Không cho dịch chuyển ra khỏi đây nữa hả? Giờ phải đi bộ ra khỏi đây các bạn ơi. Đi bộ ra khỏi đây. Thì đi vòng qua. Có cái thùng. Lấy. Rồi nhìn phía bên này. Chúng ta đi đập mặt vô tường. Rồi qua đây. Ra cái phòng lớn chưa? Chưa. Hình như ra tới đây là ra tới cái phòng lớn. Chỉ cần đi ngược lại. Đi về phía bên này. Rồi cứ theo đường ở trong đây đi là được. Để mình coi thử có bỏ sót gì không thôi. Và đường bên này. Chúng ta đi vòng ra. Đó. Em đã hoàn thành bài tập của thầy rồi đó. Nói chuyện. Em làm tốt lắm. Em được 10 điểm luôn. Đó bạn học Gryffindor à. Bây giờ cái phép này sẽ cho. Phép này đã được mở. Và em có thể sử dụng khi mà em gặp một cái khu vực tối thui.
quá đã. Và khi em bất khi nào mà em sẵn sàng thì em có thể tới cái bài học trong lớp kế tiếp là có thể kháng lại những cái ma thuật tăm tối với giáo sư Lupin. Cảm ơn thầy rất nhiều. Và bây giờ em muốn quay về phòng. Đồng ý. Em quay về phòng học. Quá dữ luôn. Và chúng ta đã học được phép thuật đầu tiên, đó chính là thắp sáng. Chỗ này quá sáng cho nên chúng ta không cần thắp sáng. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay, sau khi nhập học xong, chúng ta đã vào nhà Gryffindor và học được phép đầu tiên, đó chính là thắp sáng. Còn bây giờ, ta sẽ tạm dừng tại đây. Còn với các bạn, trong những tập kế tiếp. Bye bye!